Hai Sang chào tất cả mọi người nha. Chiều hôm nay là ngày thứ hai mà Sang ở trên thượng nguồn này cùng với anh Huân á, cũng như là ngày thứ năm mà mấy anh em Sang trong cái chuyến đi sang tìm thị quái rồi mọi người. Mấy ngày vừa rồi á thì hai anh em Sang á có đi giăng câu, cũng bắt được một cái lăng vừa vừa với lại là một số con cá nhỏ nhỏ chứ cũng chưa có bắt được cái gì to. Nên chiều hôm nay á thì anh Huân rủ Sang á là thả tấm lưới phía trên thượng nguồn. Với lại một xíu nữa hai anh em Sang sẽ đi chặt một ít cần câu. Mình sẽ làm mấy cái cần câu mình cắm dọc bờ nha. Tại vì từ cái ngày mà lên trên thượng nguồn này á thì hai anh em Sang cũng chưa đi cắm câu mọi người. Chỉ có đi câu bằng cần câu máy thôi, cũng được một ít cá. Nhưng mà cắm câu để bắt thủy quái thì chưa. Cái cảnh đó, phía trên thượng nguồn này nè, nhìn rất là bình yên luôn ha. Do cái khúc phía trên thượng nguồn này á, nó nằm ở giữa rừng, được gọi là nằm ở lõi của rừng đó mọi người. Nên gần như cái khu vực này á cũng không có ai ở trên đây hết cả. Chỉ có hai anh em Sang chạy xuồng lên phía trên đây thôi. Chứ thường ở trên đây á sẽ không có một bóng dáng ai trên con sông luôn. Nên cá trên đây á thì nó vẫn còn rất là nhiều á mọi người. Nhưng mà quan trọng là mình có bắt được nó hay không, mình có may mắn hay không nha. Chiều hôm nay thì anh Huân sẽ đi thả một tay lưới, thả từ đây qua bên kia sông, tại vì nước nó cũng rút rút đi dần á. Rồi hai anh em Sang sẽ lên kia để mà chặt vào một vài cây tre. Mình sẽ dùng dùng cây tre cắm vào bờ sông mọi người để cắm câu nha. Hang chó phá quá nên không được đi theo nha mọi người. Giờ hai anh em Sang sẽ đi lên phía trên đây này. Có một bụi trúc á, bụi tre. Hai anh em sẽ lên đó để mà đi chặt một ít cần câu. Xong rồi mình sẽ đi dọc theo bờ sông để cắm cần luôn nha. Bụi này to quá anh không? Ý. Ok, to quá nhỉ. Chặt nhánh nhỏ của nó thôi ha. Phía trên đây có một cái bụi bụi tre nè mọi người. Giờ hai anh em Sang sẽ lên chặt mấy chục cần chứ, để chặt mấy cái tàn nhỏ nhỏ của nó ra. Những cái cây mà to bằng ngón tay cái đây này thì mấy anh em Sang sẽ chặt và kéo xuống để làm cần câu cắm nha. Nhưng mà cần câu này á là cắm cá to nha mọi người, không phải là cần câu cắm giống như là mình đi suối là cắm mấy con cá nhỏ nhỏ. Mà cần câu này dành để mà cắm những con cá mà nó to, chủ yếu là để bắt cá to. Nên những cái cần này phải là cần đặc ruột với là những cái cần cứng nha. Đấy, ôi chim rồi. Đây, đây là một cái cần mà đây là một cái cần mà hai anh em Sang chặt nha mọi người. To, cứng và nó già nha. Cần như thế này á thì con cá to nó cũng kéo không gãy được. Anh Huân phải leo tận tít phía trên ngọn tre đó mới chặt được nha. Anh em vừa mới chặt được ở đây 20 cần cây nha mọi người. Mười mấy cần. Xíu nữa sẽ chặt thêm một ít nữa. Nay thì hai anh em xác định là sẽ cắm khoảng tầm là 25 cần như thế này. Mình cắm từ bờ sông mình cắm ra nha. Giờ thì hai anh em sẽ đi dọc theo bờ sông xem chỗ nào đẹp đẹp á, mình sẽ cắm vào, tóm lưỡi câu rồi móc mồi nha. Cắm kiểu này á thì chắc khoảng tối tối là hai anh em đi thăm mọi người, chứ không phải là qua đêm. Còn một hồi cột vào cây á thì mới mới qua đêm nha. Đợt này thì hai anh em xác định là sẽ làm nhiều lưỡi luôn á. 25 cần này, xong rồi cần mà cột từ cây thả xuống như giống như bình thường hai anh em sẽ làm á, hoặc là bắt ngang sông á thì sáng hôm sau mình mới thăm. Còn cần này á thì chiều chiều tối tối mình sẽ thăm nha, 8 giờ tối mình sẽ thăm. Cứng cứng em sợ dính cá nó kéo đi mất á.
Lâu lắm rồi hai anh em Sang mới làm cắm câu theo kiểu này mọi người. Đợt trước cắm câu theo kiểu này á, thì cái đợt đó là cuối mùa ong á. Mấy anh em có bắt được 3-4 cái lăng to, cái lăng đá to. Tới ngày hôm nay thì mới làm theo kiểu này lại nha. Tại vì cái kiểu này á, thì chỉ có lúc mà nước rút á, thì mới làm được. Hôm nay mọi người thấy là nước rút rất là nhiều nha. Thường thì nước nó sẽ dâng tới đây này, mà hôm nay nước nó sẽ rút xuống tới đây, nên mới cắm theo kiểu này được. Anh Huân sẽ cột vào đầu cần như này nè. Xong rồi cái dây dư ra thì anh Huân sẽ cột vào trong trong một cái cây khác nữa để giữ lại nha. Còn nếu mà không cột cái cây khác thì con cá nó sẽ kéo mất cái cần đi. Còn đây là cái lưỡi đó nha mọi người. Cái lưỡi câu mùa này thì nó rất là to. Đây là cái lưỡi câu nè. Cái lưỡi câu cắm mùa này thì nó phải to như thế này nha. Cái lưỡi to như vậy thì khi mà dính cá, con cá nó không xảy ra. Cái mồi thì xíu nữa hai anh em sẽ đi móc sao, giờ đi cắm cần trước đó. Sợi dây dư thì anh Huân cột vào một cái cây như thế này nha. Vậy là ở đây hai anh em cắm một cần đầu tiên nha mọi người. Cái cần kiểu này thì hai anh em dự định là sẽ cắm khoảng 25 cần. Cứ khoảng tầm 10 mét thì sẽ cắm một cần nha. Giờ xuống kia cắm một cần. Cứ cách 10 mét là sẽ cắm một cần dọc theo con sông này luôn. Nãy giờ thì Sang với anh Huân á, hai anh em Sang đi thả chỉ được có 11 cái lưỡi câu thôi mọi người. Về nhưng mà thả được một lúc á, thì trời đổ mưa tầm tã luôn nha. Nên hai anh em cũng không có đi giăng thêm được lưỡi câu nữa. Mà quay trở về chòi thì mưa trong rừng nó rất là lạnh luôn. Hôm nay đi lên phía trên thượng nguồn này á, thì hai anh em đi trúng bữa trời bão á. Nên trời cứ mưa liên tục ha. Cứ mưa một xíu rồi tạnh lại tiếp tục mưa nha. Giờ thì có lẽ là hai anh em Sang sẽ vào chòi nha mọi người. Nấu cơm nấu nước để ăn ăn tối. Xong rồi ngày mai hai anh em sẽ đi thăm câu nha. Còn trời mưa như thế này thì cũng không làm được gì đâu. Trời đang bão mà. Đi ra ngoài cũng nguy hiểm lắm. Tại vì trong rừng cây nó cũng hay ngã mọi người. Bây giờ thì hai anh em neo thuyền lại rồi lên phía trên nha. Mưa to lắm. Mưa to xối xả luôn mà. Mưa xối xả nước luôn rồi mọi người thấy không. Mưa từ sáng tới giờ luôn á. Hai anh em đi câu cá xong rồi trời xíu là đổ mưa. Câu được có một vài con cá. Sau đi giăng câu thì dò lại tiếp tục đổ mưa nữa. Hôm nay trời bão vào rồi mọi người. Hai anh em Sang ở trong rừng này thì mọi người thấy này, mưa tầm tã luôn. Mưa lớn quá ở trong rừng thì nó cũng hơi nguy hiểm nha. Để đi bắt được con cá ở trên đây cũng không phải chuyện đơn giản. Đi lên rồi dính bão thì hai anh em cũng không về được nha mọi người. Tại vì chặng đường đi lên nó quá xa. Chưa có cá mà về thì cũng uổng phí hết một chuyến đi á. Nên hai anh em cố gắng là bám trụ cho vài ngày sắp tới nha. Nếu mà mưa lớn quá nữa thì hai anh em sẽ về thôi. Còn nếu mà bớt mưa thì tiếp tục câu. Mọi người thấy mưa mới tí xíu mà nước suối nó đổ ra đục ngầu hết luôn không? Nay thì định là sẽ giăng thật nhiều lưỡi câu á mọi người. Nhưng mà hai anh em giăng mới được có 11 lưỡi à, mà mưa lớn quá nên phải quay về. Có thể là ngày mai mình sẽ giăng lưỡi câu nhiều hơn nha. Hôm nay tạm thời 11 lưỡi thôi. Để xem là phía trên thượng nguồn này với 11 lưỡi thì có dính được cá hay không nha. Anh Huân thì đang nhúm lửa nha mọi người. Phía bên đây thì mấy con chó nó cũng mưa lạnh quá nó cũng ngủ hết rồi. Ôi nước suối nó đục nè.
sẽ lên từ nguồn nha mọi người. Thì trời đổ mưa từ 2 giờ chiều và bây giờ là 8 giờ tối rồi thì trời mới tạnh mưa nha. Tạnh mưa thì anh Huân rủ Sang là đi thăm 11 cái cần câu mà hồi chiều mình cấm á. Tại vì khi chiều hai anh em Sang cấm cái mồi con trùng á, nên hai anh em sẽ đi thăm. Tại vì anh Huân bảo là cấm mồi trùng để mà kiếm một ít cá nhỏ để hai anh em ăn á mọi người. Còn thăm xong thì sẽ móc mồi lại mồi cá để kiếm cá to. Tại vì xong ở chỗ Sang thường là sẽ vào khoảng tầm 1-2 giờ sáng thì cá to mới đi ăn nha. Bây giờ thì hai anh em Sang sẽ đi thăm cần với lại là giăng câu lại luôn. Buổi chiều anh Huân thả lưới thì bắt được một ít cá nhỏ này, cá mồi này. Cá mồi nhỏ nhỏ, có con cá lồng tông nữa. Đây, cá lồng tông xong rồi mọi người. Lồng tông to, bên kia cá lồng tông cắt đây. Giờ hai anh em sang chạy thuyền đi thăm câu, thăm câu cho mất rồi. Đâu ta? Tối khó phát xác định quá ha. Chiều cắm đây cần nè. Đây đây đây. Đó. Đây đây đây. À, buổi tối trong rừng nè mọi người. Hả? Dính cái dính cá rồi, dính cá rồi. Không, dính dính cây. Cây. Cây hay cá? Cây. Tâm. Buổi tối này ở trong rừng chạy thuyền mọi người thì khó xác định phương hướng nha. Tại vì mọi người thấy này, ở đâu cũng tối thui à. Đây là cái lưỡi câu đầu tiên này. Chiều thì mấy anh em Sang thăm lộc văn 11 cần 11 giây á mọi người. Cái này buổi chiều á là hai anh em Sang thả bằng mồi trùng á mọi người để kiếm cái lăng vàng á. Vương. Em dở cái đầu tiên ha. Anh Huân dở cái. Cho em dở thử. Giống dính cá nè ta. Nó quấn hết vô cây luôn nè. Cái này chắc dính cá luôn rồi. Nó quấn hết vô cây nè. Quấn nùi vô cây nè. Vậy là cái này dính cá mọi người. Cái lưỡi đầu tiên ở đây mọi người. Thì không dính nha. Với lại là cái lưỡi câu nó quấn hết vô cây rồi nên hai anh em cũng không móc mồi lại luôn. Cái này thì mình bỏ nha. Rồi lưỡi đầu tiên không dính. Lưỡi thứ hai thì hình như là dính rồi nè. Mọi người thấy không? Cái sợi dây nó kéo vào phía trong nè. Cái chỗ này buổi chiều là nước rất là cạn. Xong hai anh em cắm câu á, giờ nước dâng lên á thì nó sâu rồi. Dính cá rồi đúng không? Mồi trùng thì dễ dính lắm nha mọi người. Mồi trùng thì cá lăng vàng, cá chạch này kia nó ăn nhiều lắm. Rồi, giờ sang thăm nha. Cần thứ hai. Thôi anh Huân thăm đi, em thăm cần đầu tiên không dính nè. Cái quan trọng là người người có sát cá hay không. Người sát cá thì thăm là sẽ dính. Anh Huân thăm cần này. Ui, trời ơi. Cái gì vậy? Ui. Trời ơi, to dữ vậy ta. Cần đầu tiên mọi người, cần thứ hai mọi người. Dính ở đây một cái mà dính này. Ôi, coi gì xảy anh Huân. Cái bật. Đây mọi người ơi. Cái này là hai anh em sẽ câu bằng mồi trùng nha. Trời ơi. Wow. Ôi, đưa lấy cái bật, từ lấy cái bật xúc anh Huân ơi. Xảy. Cái gì? Ôi, to hơn cái vật luôn. Wow. Trời ơi. Ui, mọi người xem con mè Vinh này, mè Vinh này nè. Đây là con cá mè Vinh nha mọi người. Bỏ lên nè. Đây, mọi người xem con cá mè Vinh này. Lưỡi câu thứ hai đã dính rồi nha. Wow, trời. Đây, lấy chiếc dép cho mọi người xem là chiếc dép số 9 này. Số 42 á. Ở đây thì con này thì phải bằng hai chiếc dép của Sang này. Đó, để kế bên cho mọi người dễ thấy này.
mấy ký ta? Bỏ vô đây em đi nhé. Khoảng mấy ký em ta? Wow, to thật luôn mọi người. Lần đầu tiên sao thấy cái mày dinh to như vậy luôn á. Cho mọi người xem con cá mè dinh của hai anh em sẽ cắm này, so với cái dép này. Mọi người thấy nó to ghê không? Quá bự luôn ha. Cái con này thì nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, trắng phau. Con này là mè dinh nha mọi người. Đây nè, sẽ đỡ lên cho mọi người xem nha. Ui, chắc 2-3 ký quá anh Huân. Mọi người nhìn thấy to ghê không? Giống như là ở trên thượng nguồn này không ai bắt tới cá mọi người. Nên những cái con cá này thường là nó sẽ chỉ khoảng tầm 1-2 ký thôi. Nhưng mà trên đây không ai bắt tới nên nó to tới cái này luôn này. Rồi, cần thứ hai. Cần thứ ba. Còn cái này là cần thứ ba nha mọi người. Giờ anh Huân thăm xong thì sẽ móc mồi lại luôn. Buổi chiều thì mình thả mồi trục, còn buổi sáng thì mình sẽ thả căng à. Buổi tối thì mình sẽ thả mồi cá nha. Tại buổi tối thì hai anh em sang định là sẽ đi kiếm cá lăng. Ô, cái gì vậy? Cái dây của ai vậy? Phát đồ. Ở đây dưới sông có một cái sợi dây mọi người. Không biết sợi dây này người ta cột cái gì. Ủa cá hả? Ui. Hai. Đây là. Wow. Đây là con thứ hai nha mọi người. Wow, cá bóng. À. Lưới thứ ba. Con này nhìn đẹp quá hả ta. Sao thấy nó giống như con cá vật quỷ ở dưới biển à. Nó phù phù cái mang lên. Con này chỗ sang gọi là con cái bóng tường hả? Cái bóng tường sông nha mọi người. Đây này. Mọi người nhìn thấy cái mặt nó, cái đụng cho nó là nó phùng lên như vậy. Đẹp thật. Cái con này thì nó đẹp lắm nha mọi người. Nó không có dãy đâu nha. Khi mà mọi người đụng nó thì nó sẽ phùng mang lên như vậy thôi. Nhìn con cá này cứ lạ đẹp đẹp mọi người. Ê, lưới thứ ba nha mọi người. Hai con. Còn đây là cái sợi dây thừng nè mọi người. Rất là to luôn. Không biết là sợi dây thừng gì. Con cá nó ăn cái nó quấn vô trong cái sợi dây thừng luôn. Anh Huân bảo là cái dây mà người ta chăn lưới cá đó mọi người, nhưng mà lâu lắm rồi người ta bỏ lại đó. Giờ thì anh Huân sẽ móc mồi lại luôn nha. Mọi người thấy đã không, ở đây mới có 3 cái cần câu thôi mà dính 2 con cá rồi, một con cá bóng tượng với lại một con cá mà dính to. Do buổi chiều hai anh em sang câu bằng cái mồi trùng mọi người. Mồi trùng thì dễ dính cá lắm nha. Nhưng mà chủ yếu là hai anh em sang lên trên đây á, không phải là bắt mấy con cá này, mà mình đi săn cá lăng, cá chèn to á mọi người. Còn con cá này chủ yếu là bắt để làm cái buổi ăn ngày mai thôi. Tại vì cá lăng, cá chèn thì nó hên xui lắm. Có bữa dính bữa không. Nếu mà không dính mà không có giăng mấy con này thì hôm sau sẽ không có đồ ăn. Nhưng mà hai con này thì hai anh em sẽ có đồ ăn rồi. Hai con này làm hai anh em ăn không hết luôn ạ. Giờ cái cần thứ tư này xe sẽ thấp nha mọi người. Đây con kéo lên dài quá. Thank you.
thăm xong thì anh Huân sẽ móc mồi lại luôn. Đấy, mồi nguyên một con cá to đây. Cá lăng thì nó sẽ đi ăn vào, cá lăng to á mọi người, thì sẽ đi ăn vào khoảng thời gian ban đêm á, 1-2 giờ sáng á. Còn buổi chiều chiều tối tối này thì chỉ có những con cá nhỏ thôi. Cá lăng to thì ít đi ăn lắm. Nên là cần cứ thứ năm. Đây là lưỡi thứ năm nha mọi người. Xa xưa quá đụng vô không có. Còn anh Huân thăm nãy giờ là có không? Cá hả? Cá mọi người. Đâu? Ui! Wow, cái ép bự mọi người. Con này ăn trùng hả? Wow, con cá ép bự mọi người. Cái con mà Sang với anh Huân hay dùng cái súng để bắn á mọi người. Cái băng cá để bắn á. Không ngờ là cấm câu dính con này luôn. Thường thì cái con này nó không ăn mồi nha mọi người. Nó chỉ ăn cái rong rêu trên cục đá thôi. Mà hôm nay may mắn cấm câu. Chắc là trên đây nhiều cá quá anh Huân. Ui. Con này to chứ. Ui, to. To hơn cái mày dính kia luôn á. Mọi người thấy đã không? Cấm câu trên thượng nguồn này đã thật luôn á. Cá nhiều. Ở trên đây nhiều cá mọi người, do không có ai bắt tới, không ai câu tới á. Đẹp. Hai anh em sang văn câu buổi chiều á, chủ yếu là đi kiếm cá lăng với cá chạch, cá lăng vàng với cá chạch, mà không ngờ là dính cái con này. Chắc nó đói quá. Hay là trên đây không ai câu tới ha. Ô, to hơn cái mày dính luôn. Đây mọi người xem con cá ép này. Ui to quá mọi người ơi. Xè bàn tay hết cỡ luôn. Con cá ép này thì chắc cả 2 kg á. Cái con này mọi người xem cái miệng đó này. Cái miệng nó là dùng để liếm rong, liếm rêu nha. Không hiểu sao nó lại ăn con cái mồi của hai anh em sang luôn. Mà nó to chứ. Dính nó hả? À, chỗ cái bụi môn này mọi người, thì hai anh em sang có thả một cái lưỡi câu cắm từ bụi môn ra luôn, nhìn rất là đẹp ha. Ở đây là lưỡi thứ 9 nha mọi người, lưỡi thứ 7 nha. Lưỡi thứ 6 thì không dính. Có cá à? Từ đó sâu không ta? Còn gì không? Có cá tiếp mọi người. Kéo lên nổi không? Ấy đó là cây gì ta? Cái to chứ. Sâu chỗ này sâu. Ui, hả? Mét hả? Đâu để em xuống nữa. Để em đọt tay xuống nữa. Không còn gì không chứ? Đây dính cá mọi người, để xem đọt tay thử cái chỗ này không? Cái to. Cái lưỡi ở đây như dính cá đó mọi người, nhưng mà nó quấn vào trong cây. Hai anh em cũng thăm không được. Thôi bỏ đi, sáng nó cạn thăm ha. Có cá ăn đó mọi người, nhưng mà quấn vào trong cây. Hai anh em cắm ngay chỗ bụi môn ở đây luôn mà. Lưỡi thứ 7 không có. Thấy nó lên đúng không? Thôi đứt luôn rồi. Ui. Ui. Ui dính cỏ mà dính cây. Từ 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 để sấy. Ok.
bực cái lên hết râu luôn. Wow. À, đây là cần thứ thứ bảy. À, một con mè dinh nữa, to thật, to bằng con kia không ta? Sao trên đây con mè dinh nó to dữ ta? Đây mọi người xem này, quá đẹp ghê luôn. Lời hỏi mãi mới lên. Đợi bụng lên cho em cầm lên tay. Sảy. Đây mọi người xem con mè dinh này này, to ghê không? Coi xem bằng con kia không nha. Wow. À, hai anh em sang tính bỏ ra mọi người sáng mai thăm á. Hôn nhỏ bực đại lên. Ôi không bự bằng hết không ơi. Con đầu tiên bự hơn. Hai con, ba con, bốn con. À, bảy cần, dính bốn con nha. Leo hơi một hồi thì mới lên được. To thật chứ. Ôi khéo cắm mồi chùa sùng này lại ngon ạ. Cắm mồi sùng là chủ yếu là mấy anh em sang gọi là cắm cá nhỏ đó mọi người. Còn cắm mồi cá con thì mới gọi là kiếm cá to. Tại vì cá to nó mới ăn mồi cá con. Ở đây còn hai cần cuối cùng nha mọi người. Cần phía đây là cần thứ 10 và cần phía kia là cần thứ 11. Chiều là do trời mưa quá nên hai anh em sang chỉ cắm được 11 cần thôi. Ô dính cá. Dính cá. Dính cá. Đâu dính cá mà. Sao nó ghì vậy? Dính cá hả? Ui dính cá tiếp mọi người ơi. Ôi hai gì dính nhau, một dính một con thôi. Quá wow, một con mày dính nữa. Đã thật luôn mọi người. Chắc là cắm vào trùng này hết quá. À, cần phía bên đây là cần thứ 10 này. Cần phía bên đây là cần thứ 11. Mà hai cái cần nó gần nhau á. Nó dính xong rồi nó quấn vào nhau này mọi người. Cần này có cái con nó không ăn. Cần 10 cần mồi sùng với là một cần mồi cá con này, một cá con bằng con cá lòng tông sông này. Thì không ăn. Rồi hết rồi đúng không? Rồi một cần. Con này nhỏ, không to bằng con kia. Ôi, sao trên đây nhiều mồi dính ghê. Do là mọi người thấy trên cặp bờ không? Nó có cái cỏ này. Nó cỏ mọc dọc ngoài sông á, nên cá mè dinh ở trên đây nó nhiều quá. Đây là cần cuối cùng, con cuối cùng nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 5 con. Hai anh em sang cắm hai lưỡi câu gần nhau quá nên nó quấn nhau luôn. Giờ anh Hùng phải gỡ ra rồi móc mồi lại nha. Buổi tối thì mình sẽ kiếm mấy con cá này thôi, còn ban ngày thì mình sẽ kiếm cá to. Tại vì mấy con cá nhỏ thường nó sẽ đi ăn vào khoảng thời gian mà 5-6 giờ chiều mọi người, tới 7-8 giờ tối. Và giờ sang dưới sông thì nó sẽ người ta sẽ đi câu theo gọi là canh giờ mọi người. Buổi chiều thì kiếm cá nhỏ, còn buổi sáng thì cá to sẽ đi ăn. Nhưng mà cá to thường nó sẽ ăn ít á, lâu lâu mới có một con ăn á. Ô nó quấn dữ thiệt chứ. Có vẻ như phía trên thượng nguồn nè mọi người, con cá mè dinh này nó rất là nhiều luôn á, nên nó chiếm tỷ lệ cá dính mọi người thấy không? Ba con cá to, ba con cá mè dinh to, một con cá ép với là một con cá bóng tượng. Cái mè dinh này thì coi như sang nghĩ được gọi là cá mè dinh cụ luôn mọi người, trong các trong mấy con cá mè dinh của nó luôn á. Tại vì đây này, con này to lắm, chắc 3 kg luôn á, nó phải sống lâu năm lắm rồi thì mới to tới cỡ này nha. Chứ thường thì loại cá mè dinh nó sẽ cũng chỉ là 1-2 kg thôi, con này 3 kg là nó sống lâu lắm rồi nè. To bằng 3 bàn tay xem luôn mà, 1 bàn tay này, 2 bàn tay này, 3 bàn tay này, cái cũng to nữa. Con chim này nó kêu hay quá ha. Mọi người nghe được cái tiếng con chim nó kêu ở phía bên kia rừng không? Kỳ con chim đó hả?
À, con chim này hả? Có hai loại loại đằng sau nó từ như hai tiếng con đấy. Thì con chim đấy, con chim đang đêm khoảng 3 tiếng đằng sau có chim thả hỏi con đấy là con đừng có bỏ đi. À, mọi người nghe tiếng cái tiếng con chim nó kêu không? Đó, con đó mọi người. Anh Huân bà kể là người lớn kể lại là con chim này là khi mà nó kêu là sẽ có cọp đi. À, mọi nghe tiếng không? Con đó. À, không biết là mọi người nghe rõ cái tiếng con chim này nó kêu hay không á. Ngoài đây thì Sang nghe rõ dữ lắm. À, con chim này kêu được gọi là một cái đềm gỡ đó mọi người, một đềm không may á. Người lớn tuổi người ta sợ con chim này lắm, tại vì mỗi lần nó kêu là có điều không may xảy ra. Ở đây nghe rõ quá ha. Thả xong hết rồi mọi người. Bây giờ thì hai anh em sẽ về chòi nha. Chòi mình có đèn kia xác ơi. Ai ta? Có đèn kìa, có người kìa. Sang với anh Huân đi thăm câu á. Ủa, có người lên đây luôn. Đi lên được tới đây là ghê lắm à. Sang với anh Huân vừa mới đi thăm thăm câu về mọi người, về tới chòi thì thấy hồn luôn, thấy hai cái đèn. Thì ra là anh Nghĩa với lại anh Bảo là thấy là Sang với anh Huân mấy ngày rồi không về á. Hai anh em lo lắng nên cũng đi dọc theo đường rừng nha mọi người. Đi bộ đường rừng để đi kiếm hai anh em á, sợ là lên trên thượng nguồn này có cái chuyện gì á. Lên trên đây nó sông suối này nguy hiểm á, nên anh em lo á, nên đi đường rừng để mà đi kiếm. Anh em kiếm được cái chòi và đợi đây. 3 tiếng hả? Anh Bảo nói là đi cái đường rừng đó mọi người, thì sẽ mất 3 tiếng đường đường đi bộ nha. 3 tiếng đi bộ là rất là mệt luôn á. Còn Sang với anh Huân chạy xuồng này thì cũng khoảng 4-5 tiếng. Tại vì đường sông á, nó sẽ quằn quèo giống như này, nó không giống như đường rừng. Đường rừng thì mình có thể là đi bộ tới nơi khoảng 3 tiếng thôi, nhưng mà mình tới đây mình không có đi được đâu. Nhưng mà đi đường rừng thì an toàn hơn, còn đi đường sông thì thác nó nguy hiểm hơn. Nhưng mà anh em kiếm đúng chỗ này là cũng hay lắm đó mọi người. Tại vì đi vào trong rừng này không giống như ở ngoài, không có sóng điện thoại, cũng không có bất cứ cái gì để liên lạc hết cả. Nếu mà có chuyện gì chỉ đi kiếm nhau thôi. Mà chắc dốc lắm ha, cái đường nó cao lắm ha. Thế là đi xuống chắc là đi xuống dốc ha. Nhưng mà đi về chắc đi lên chắc không nổi đâu, đi về chắc phải là 5 tiếng. Anh bảo là đi xuống á, là đi xuống dốc á mọi người là 3 tiếng, còn nếu mà đi về là phải gấp đôi thời gian đó, là 6 tiếng á. Đã là chuẩn bị sang ngày thứ 6 rồi mọi người. May quá là có anh Bảo với anh Nghĩa đi kiếm lên trên đây thì có 4 anh em cho vui. Này tối nay thì đi văn câu được mấy cái bài dinh. Anh Bảo với Nghĩa tới thì đãi cho anh Bảo đã cho anh Bảo món cái bà Vinh nè. Cái bà Vinh siêu to à. Lấy con bự nhất đãi luôn. Đó. Rồi. Nướng à. Nướng ha. Làm món gì đây? Nướng luôn. Nướng nguyên con luôn. Anh Bảo, Bảo dở lên coi phát anh Bảo. Đây mọi người xem đây. To thật ha. Thôi đi. Giờ thì hai anh em sang chắc là đem con cái bà Vinh này nướng thôi chứ làm gì. Ở đây kia còn 4-5 con nữa cơ. Đây là con mày dinh mà anh Huân vừa mới bằng xong này, cái con to nhất đó mọi người. Giờ thì lên chòi, anh em sang nướng con cá này để ăn ha. Có con này to lắm rồi, chưa tiếp gì đánh thôi rồi. Thank you.
chỗ sang á, thường mấy anh em đi rừng mà đi rừng sâu mấy người, thì sẽ nói trước cho người nhà biết là mình sẽ đi bao nhiêu ngày, cũng như là đi ở khu vực nào để mà có chuyện gì á, thì dễ tìm nhau á, tại vì phía trong rừng này thì không có sóng. Dự định ban đầu của hai anh em sang á, sẽ đi là 3 ngày thôi, nhưng mà đi tới ngày hôm nay đã là bước sang ngày gần tới ngày thứ 6 rồi, nên không thấy về á, nên anh Lăng với lộn anh Bảo với anh Nghĩa cũng đi kiếm hai anh em. Lên trên đây thì bốn anh em gặp được nhau á mọi người. Anh Huân thì mệt quá ngủ rồi, còn Sang với anh Nghĩa nãy giờ thì nướng con cá cũng chín rồi ạ. Bây giờ thì có lẽ là mấy anh em sang dọn cái con cá này. Chắc là chín rồi ha. Cho mấy anh thấy. Ui mọi người xem con cá mà dinh ngày hôm nay mình cắm câu được. To đã ghê không? Nướng nguyên cả con luôn. Giờ thì mấy anh em sang dọn lên để mà ăn nha. Bây giờ thì mấy anh em sang mở ra dọn để ăn thôi. Ui có trứng đó nha. Ở đây thì được một cái miếng trứng nhỏ nhỏ. Ui con này thì nó to, nó đỡ xương nha mọi người. Cái con này mà nhỏ là xương dữ lắm luôn á. Bây giờ mấy anh em sang bóc nó ăn luôn như thế này thôi. Ui cắt miếng trứng này hả? Cắt một miếng bỏ ra đi ha. Bỏ ra cái lá đi, cắt một miếng. Cắt một miếng này bỏ ra cái lá. Bà dính cái lăng to. Đây là cái phần ngon nhất của con cá nè mọi người. Đây là phần trứng cá này. Nóng lắm. Đây, mời cả mọi người nha. Trứng cái con này nó béo lắm nha mọi người. Trứng con cá này nó béo lắm luôn á. Nhìn hấp dẫn không? Nguyên cái cục trứng to đây. Ui. Ăn thử một thịt. Xương nó cũng to. Cái loại này mà nhỏ là xương dữ lắm mọi người. Mà to như cái cỡ con này thì bắt đầu hết xương rồi. Xương nó cũng to xem. Ăn con này khỏi cần phải ăn cơm luôn. Tôi bóc một tay ăn thôi. Bữa thì sang với anh Huân tới cái chòi này mọi người. Thì có hai anh em à, nên hai anh em làm cái chòi nó cũng nhỏ. Nhưng mà hôm nay thì có thêm anh Bảo với anh Nghĩa tới đi kiếm nữa. Nên chòi thận tới bốn anh em, nên mắc võng thì cũng hơi chật một chút ha. Đây là võng với Sang này, anh Nghĩa nằm đây, anh Bảo, rồi anh Huân nằm phía ngoài kia cho nó thoáng. Bốn anh em sang thì tối sẽ ngủ đây nha. Hôm nay cũng là một ngày dài rồi, cá thì cũng được vài con, nên thôi thì mình đi ngủ sớm. Sáng mai thì Sang với mấy anh sẽ đi thăm tiếp mấy cái cần mà ngày hôm nay mình thả đó mọi người.